Xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi rất vui được gặp lại các bạn trong cái các cái video hướng dẫn sử dụng và tiện ích của phần mềm kế toán TotalShop dành cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chức năng mà áp dụng cho các cái công ty kinh doanh xây lắp và sản xuất các cái sản phẩm có giá trị lớn. Ở đây chúng tôi muốn nói đến là cái đơn vị kinh doanh về công ty xây lắp là cái chính mà rất nhiều các cái đơn vị thì sẽ có cái hình thức là ghi theo cái nhật trình của máy thi công. Thì trong quá trình làm cái nhật trình của máy thi công ấy, thì các bạn lưu ý là cái đối với một cái máy móc thiết bị nó phục vụ cho công trình này trong một tháng là 10 ngày, cái số ngày còn lại nó lại phục vụ cho cái công trình khác. Theo cái nhật trình thì các bạn có thể phân bổ cái giá trị khấu hao của tài sản này theo cái tỷ lệ của nhật trình. Thế như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây chúng tôi khai báo sẵn là các cái đối tượng tập hợp chi phí này. Thì các bạn nhìn thấy là có một số các cái công trình chúng tôi đã ví dụ sẵn ở đây. Ở đây chúng ta làm tiếp là cái tài sản cố định. Thế các bạn nhìn thấy là ở trong này chúng ta đã khai báo sẵn này là cái máy xúc Komatsu này ấy, là nó sử dụng cho công ty để thi chuyên về thi công các công trình. Và cái thứ hai là cái máy tính nó phục vụ cho bộ phận kế toán. Nhưng các bạn lưu ý là ở trong này chỉ có một cái máy xúc Komatsu ấy là cái máy xúc mà các bạn làm cho nhiều công trình, còn cái máy tính thì nó vẫn cứ khấu hao bình thường theo cái tỷ lệ. Ở đây chúng ta sẽ phải lập cái hệ số để các bạn có thể phân bổ. Ví dụ trong tháng 1 cái máy xúc Komatsu này nó phục vụ công trình 01 là 11 ngày và cái công trình 02 là 20 ngày. Thì chúng ta về nguyên tắc chúng ta có thể tính ra tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu, 30 với 60, 33 với 76%, 77%, 67%. Như vậy thì các bạn ở đây các bạn không cần, các bạn vào phần tài sản cố định, các bạn vào phần phân bổ tài sản cố định. Mục đích của cái này là để các bạn không cần phải tính ngoài Excel, hoặc là các bạn khi tính khấu hao tài sản ấy thì chương trình sẽ tự động chia luôn cái tỷ lệ khấu hao cho từng đối tượng tập hợp chi phí của các bạn luôn, mà các bạn không phải chia ra. Hoặc là đối với những cái tài sản mà có khi cả cái tháng đấy nó không thi công cho cái đối tượng tập hợp chi phí đây mà các bạn vẫn phải phân bổ cho nó, thế thì nó cũng không hợp lý. Đối với các kế toán thì nhiều kế toán làm việc rất là chặt chẽ, thì cái tài sản nào mà nó thi công cho cái đối tượng tập hợp chi phí nào thì được phân bổ cái giá trị khấu hao vào cái đối tượng tập hợp chi phí đấy luôn. Đây, chúng ta vào bảng hệ số phân bổ tài sản, chúng ta chọn thêm. Ở đây chúng ta đánh vào là phân bổ giá trị khấu hao tài sản. Hao tài sản cho các công trình. Ở đây chúng ta chỉ tính vào tháng 1. Các bạn ở đây chỉ lưu ý là thế này. Chúng ta khai báo ở đây từ ngày nào đến ngày nào thì chúng ta sử dụng cái hệ số này. Ví dụ như đối với một cái công ty mà sản xuất các cái sản phẩm có giá trị thì giá thành nó lớn ấy. Một sản phẩm giá thành lớn hoặc là nhiều sản phẩm nhưng mà giá thành của sản phẩm rất lớn. Có thể một cái máy móc nó phục vụ ba cái sản phẩm đấy trong một quá trình là ví dụ 3 tháng, thì các bạn lưu ý là cái tỷ lệ này các bạn áp dụng, xây dựng được cái tỷ lệ này áp dụng trong vòng 3 tháng, chúng ta có thể nhập vào là 31/03/2017. Nhưng sau đấy, sau cái khoảng thời gian các bạn tính theo hệ số thì cái tài sản này nó lại quay về cái trạng thái là tính bình thường mà không để vào phân bổ đều tất cả các cái đối tượng mà không phải là cụ thể của đối tượng nào. Thì các bạn lưu ý là chương trình căn cứ vào cái đến ngày nào để nó tính, và nếu các bạn khai báo như thế này và các bạn tính sang tháng 2 thì chương trình không chia theo cái tỷ lệ các bạn khai báo ở đây. Mà nếu như tháng 2 chúng ta vẫn phải khai báo hệ số tỷ lệ nhưng mà nó khác đi thì các bạn sẽ dùng cái chức năng sao chép ở trên này. Các bạn có thể thấy là chức năng này cho các bạn sao chép sang một cái hệ số khác để các bạn lại khai báo lại cái hệ số nó khác đi để các bạn tính khấu hao.
Ở đây ví dụ ngày lập là 01/01/2017 thì ở đây chúng ta chọn 01. Ở đây chúng ta chọn tài sản là Komatsu. Ở đây chúng ta chọn công trình 01. Lúc nãy chúng tôi có nói các bạn là công trình 01 nó thi công cho công trình 01 là 11 ngày. Các bạn đánh luôn số 11 vào. Chọn khoản mục chi phí là chi phí sản xuất chung. Ở đây các bạn chọn tiếp là máy xúc này. Và các bạn chọn là thi công cho công trình thứ hai là 20 ngày, cái tháng 1 có 31 ngày. Chúng ta ở đây chương trình vẫn tự động cộng hai cái giá trị này lại và tính như 100% và sau đấy chia ngược ra. Các bạn có thể thấy là các bạn không cần phải chia phần trăm ra là 33% với 67%, mà ở đây các bạn cứ đánh vào theo cái ngày mà nhật trình hoặc là số ca của ca máy hoạt động cho cái đối tượng và chi phí và chọn lưu. Sau đây chúng ta đóng, chúng ta vào phần nghiệp vụ, phần tính khấu hao tài sản cố định, ra bọn tài sản cố định chọn tính khấu hao. Chúng ta chọn tháng 1. Khi chúng ta chọn tháng 1 ở đây, chúng ta chọn thêm mới chọn tháng 1 thì các bạn nhìn thấy là chương trình tự động chia luôn cái tỷ lệ khấu hao cho cái máy xúc này, nó sẽ được tính ra hai dòng. Cái phần thứ nhất là cái máy tính nó tính bình thường, đưa vào cái tài khoản chi phí quản lý và nó vẫn tính giá trị khấu hao là 1,1 triệu. Nhưng mà ở đây thì các bạn thấy là cái máy xúc này nó sẽ tự động chia ra là đây chiếm 20 ngày là chừng này và 11 ngày là chừng này giá trị khấu hao, nó đưa vào hai cái công trình này, các bạn nhìn thấy nó tự động. Như vậy chúng ta chọn lưu. Thế ở đây chúng tôi muốn nói tiếp các bạn này, chúng ta chỉ khai báo cái bảng hệ số này nó đến ngày 31 tháng 1. Như vậy sang tháng 2 thì các bạn sẽ lưu ý là nó sẽ trở lại bình thường. Nó không tính toán cho các bạn theo từng cái hệ số nữa, chúng ta chọn tính khấu hao, kỳ tính khấu hao tháng 2 chúng ta sẽ biết ngay. Các bạn có thể nhìn thấy bây giờ nó chỉ có một dòng. Nó chỉ có một dòng tính khấu hao và nó không cụ thể cho đối tượng nào cả. Thì chúng ta lưu ý là trong các cái trường hợp này thì chúng ta có thể trong cái tháng 2 này nó các bạn vẫn tính khấu hao nhưng các bạn chia đều cho các đối tượng thì chúng ta có thể sử dụng chức năng phân bổ tài khoản 627 ở trong cái phần phân bổ tài khoản chi phí. Trong quá trình tính khấu hao này thì đối với những cái tài khoản mà tài khoản 627 hoặc là cái tài khoản để tập hợp chi phí gia thành thì các bạn lưu ý là sẽ phải khai báo cái khoản mục phí. Vì nếu như không khai báo cái này chương trình không cho lưu vào, bắt buộc các bạn phải chọn khoản mục chi phí. Cái này nhằm mục đích để lên được giá thành và tránh cái việc là các bạn vào thiếu và nó không lên được hết giá thành của các cái thành phẩm hoặc là các cái công trình. Vậy chúng tôi đã nói xong cái phần giới thiệu xong cái phần tiện ích cho cái tính khấu hao tài sản cố định. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.